Thánh Clara Đồng Trinh. Thánh Clara sinh năm 1193 tại Assisi, miền Umbria, thuộc dòng họ danh giá Opreduccio. Người ta nói thánh nữ sinh ra với nụ cười trên môi và không bao giờ thấy ngài khóc. Ngài dành nước mắt để tưới chân Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nghe biết một thanh niên giàu có đã trở nên người nghèo thành Assisi, người thiếu nữ danh giá cảm kích trước mẫu gương của thánh nhân. Trong khi gia đình nhắm cưới gả cho nàng, thì nàng chỉ nhắm đến cuộc sống sám hối khiêm hạ. Sau khi nghe bài giảng của thánh nhân, ngài đã đi tới quyết định. Khi ấy thánh Clara 18 tuổi, vào ngày lễ lá, ngày 18 tháng 3 năm 1212, thánh nữ ăn mặc sang trọng tới nhà thờ chính tòa dự lễ. Theo thói quen, các bà tiến lên nhận lá từ tay đức giám mục. Hôm ấy, Clara quá xúc động, khiến chính đức giám mục phải rời ghế đưa lá đến cho ngài. Chiều về, ngài đã cùng với một người bạn lén bỏ nhà theo lối cửa hậu, rồi theo ánh đuốc tới gặp thánh Francisco tại Bonsiuncola. Giai thoại thật cảm động. Một cô gái 18 sang trọng đã bỏ tất cả những gì là quen thuộc và an toàn để đi theo đấng vô hình. Còn Francisco 30 tuổi không có lấy một xu dính túi, đã nhận lấy trách nhiệm về cả tinh thần lẫn vật chất đối với cô. Giữa đêm xuân, trong rừng cây và dưới ánh đuốc của đoàn anh em, Clara buông xõa mái tóc huyền trên bàn thờ cho Francisco cắt bỏ. Hành động hoàn toàn ngoại lệ và không với một chút quyền hạn theo giáo luật, Francisco đã lãnh bản ly dị của Clara đối với thế gian, rồi gửi đi vào một nữ tu viện Benedito gần đó. Biến cố nổ lớn làm cả thành phố xúc động. Thế gian kết án Clara. Ông Monando cầu thánh nữ đến nhà dòng bắt thánh nữ về, nhưng ngài ôm cứng chân bàn thờ, quyết chọn Chúa mà thôi. Francisco dẫn thánh nữ tới một nữ tu viện Benedito khác, cùng với em của mình là Anne. Sau cùng, Francisco thiết lập cho Clara và cộng đoàn đã tăng số một tu viện tại San Dimiano. Nơi đây, bà Ottolana, mẹ của thánh nữ cũng nhập dòng. Trong một thời gian cộng đoàn độc lập như những người hành khất đầu tiên, Francisco viết cho cộng đoàn một bản luật sống vắn gọn, đòi kỷ luật gắt gao và chay tịnh khắc khổ. Dầu vậy, Clara, con người đi xa hơn cả ước muốn của thánh Francisco. Năm 1215, Francisco đặt Clara làm tu viện trưởng và có lẽ đã trao cho ngài một bản luật dòng thánh Benedito. Nhưng một mục chương nói rằng sự đơn sơ và nhiệt tình của chị em khiến cộng đoàn tăng số rất nhanh. Vào những năm cuối đời thánh Francisco, mọi liên hệ với San Domiano bị gián đoạn. Câu chuyện hay về bữa ăn tối với Clara không được chính xác lắm. Nhưng cơn đau cuối cùng, Francisco đã được Clara cho trú ngụ trong một mái chòi bằng lá cây ở cổng tu viện Damiano, nơi Francisco trước tác bài ca mặt trời. Ngài ban phép lành cuối cho Clara rồi về Bonsiuncola và qua đời tại đó. Ngài cũng xin anh em đưa xác về Assisi qua ngã San Damiano. Thánh Clara và chị em tiếp rước và có dịp chiêm ngưỡng các vết thương ở tay và chân ngài. Clara thực hiện đúng lý tưởng của người nghèo thành Assisi. Đức Innocente thứ ba đã đích thân ban phép cho ngài được giữ đức khó nghèo tuyệt đối. Nhưng Đức Gregorio thứ chín, nguyên là hồng y Ugolino, đã muốn cải sửa luật cho phép nhà dòng có đất đai, nhà cửa.
Clara cưỡng lại, và năm 1228 đã được hưởng đặc ân như sở nguyện. Ngài đã thưa với Đức Reorio: "Thưa Đức Cha, xin tha tội cho chúng con, nhưng đừng tha cho con khỏi theo lời Chúa." Năm 1247, một lần nữa Đức Innocente thứ tư kiểm soát lại luật Thánh Francisco, muốn sống đời khó nghèo tuyệt đối. Luật này được Đức Innocente chấp thuận vội vã, hai ngày trước khi thánh nữ qua đời. Năm 1893, người ta tìm thấy sắc chỉ nguyên thủy trong mộ thánh nữ. Cuộc sống còn được ghi nhớ bởi cuộc tàn phá năm 1241 của vua Frederico thứ hai. Nhờ lời cầu nguyện đắc lực của Ngài, trong cơn bệnh của Ngài, Đức Hồng Y Ranaldo, tức là Đức Giáo Hoàng Alessandro sau này, đã đến trao mình Chúa và khuyên nhủ thánh nữ. Thánh nữ trả lời: "Từ khi nếm thử chén đắng và cuộc tử nạn của Chúa, con thấy không còn gì làm con đau đớn nữa." Sau khi chúc lành cho các nữ tu đến thăm, Ngài nói với mình: "Hãy an tâm, ngươi đã theo đúng đường, cứ tin tưởng vì Chúa tạo thành đã thánh hiến và không ngừng gìn giữ ngươi, đã yêu ngươi với tình mẹ thương con. Ôi lạy Chúa, xin chúc tụng Chúa vì đã dựng nên con." Thánh nữ qua đời ngày 11 tháng 8 năm 1253 và năm 1255 được tôn phong hiển thánh. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.